việc đẩy mạnh tuyên truyền người dân làm sổ thông hành khi sang nước bạn mới chỉ giải quyết được phần ngọn, tức là giảm thiểu những rủi ro cho lao động địa phương khi xuất cảnh làm thuê. Về lâu dài, giải quyết sinh kế cho người dân mới là giải pháp triệt để níu chân bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu ngay tại quê hương. Mỗi ngày, bà Ma Xeo Dính thêu được 3 đến 4 miếng thổ cẩm như thế này. Cuối tuần, mang xuống chợ Pha Long bán, bà Dính lại có thêm một khoản thu nhập đáng kể để phụ giúp gia đình. Mình làm chậm thì được 3 cái, người làm quen rồi thì phải được 5 cái, 100.000 đồng một miếng bán dưới chợ Pha Long. Chỉ ở nhà, chăm chỉ cũng có thêm tiền. Ở nhà bà Dính, mỗi người mỗi việc. Có nước thì trồng lúa, trồng ngô. Đi làm nương rẫy về thì chăn bò, chăn lợn. Trước thực trạng lao động bỏ đi làm thuê mà không chịu nghĩ cách làm ăn, anh Sùng Xeo Sừ, con trai bà Dính, cán bộ mặt trận ở thôn, đã nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế để bà con trong thôn noi theo. Mình cũng đang cố gắng để thực hiện, để cố gắng để phấn đấu để ở nhà mình làm gương cho tất cả bà con, để cho họ bảo là đồng chí ở nhà, đồng chí cũng làm được như thế thì chúng tôi cũng về nhà, chúng tôi cũng cố gắng có một, đi làm được một năm thuê rồi thì cũng có một ít vốn rồi thì cũng ở nhà nuôi bò, nuôi lợn như đồng chí, để tôi cũng cố gắng để phấn đấu xem mình để mình hoàn thành cái của mình để cho bà con người ta cũng theo như mình, để không đi làm thuê chúng quá nhiều. Tả Gia Khâu vẫn được gọi là vùng đất khát với điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng lúa, trồng ngô ở địa phương này thường xuyên gặp khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc người dân bỏ đất, bỏ làng, tìm kế làm ăn. Thay vì trồng trọt, hướng phát triển kinh tế bằng chăn nuôi, nghề thủ công là rất hiệu quả, mang nguồn thu nhập đáng kể và tương đối ổn định để cải thiện cuộc sống. Bên cạnh việc vận động người dân bằng những tấm gương gia đình gương mẫu, xã Tả Gia Khâu cũng mong muốn có thêm điều kiện để tạo sinh kế cho bà con nhân dân thông qua chương trình dự án giảm nghèo. Về lâu về dài thì là thật sự là vẫn phải có cái chương trình, ví dụ như là cái chương trình là 2086 của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ những cái dân tộc thiểu số ít người ở trên địa phương. Mà trong khi đó thì cái phần hỗ trợ thì là đến giờ phút này cũng chưa kịp thời, cho nên là cũng khó khăn cho cơ sở. Cho nên là muốn tạo cái công an việc làm tại trên địa phương thì đều phải có cái trường lớp để dạy cái nghề để cho các cái chị em để thiêu may cái thứ, hoặc là dẹp vải, hoặc là may quần áo. Đấy, hoặc là có thể là làm một số những cái vấn đề sinh kế khác ở trên địa phương. Mặc dù việc giải quyết tận gốc tình trạng lao động tự do vẫn là một bài toán khó ở vùng cao Tả Gia Khâu cũng như nhiều địa phương khác của Lào Cai, nhưng những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân là những tín hiệu đáng mừng, gieo những niềm tin về tương lai thoát nghèo ngay trên vùng đất khát của thôn bản quê hương.